chết mà ngon thơm quá cả nhà ơi. Cái sạc mà nó lấp thì là thành công rồi nè. Thành công, ta đã không phải thành công. Dữ vậy sao? Anh trợ về của chỉ cho chị Ngô là mày, bây giờ mày có cơ hội là mày hốt liền đi, mày đừng do là vô. Bây giờ mình sẽ làm y như bài luôn nha. Thảo cái là mình lấm. Mày ơi. Chết. Mày ơi. Mà là đồng mà là sông mà đồng. Đang trộn sơ dừa chấu với trò để cười vào cái bông giấy này nè. Cười được hai lần đầu là mình trộn trên cái vỏ nhỏ, lúc đó là chiếc ra để dâm á. Thì sau giờ thời gian trộn mình sẽ cười lên cái vỏ bự là vỏ bự để xuống đất á, để cày bông giấy mới có để đẹp. Mà cái loại bông giấy thì rất là dễ đó. Mùa làm nãy giờ mà nghĩ là mình còn ấm bức đó cả nhà. Nghĩ sao bữa đó mấy bé mới dụ mình, mới nói có ông Việt Kiều nào nói kêu Sừng Ngố giả gái đi để cho mình $100 rồi mình nghĩ rồi chắc cho bả, rồi bả lấy tiền rồi bả không chịu ra làm gái miền Tây mà bả xơi sang bả suối Sừng Ngố làm. Ô thì ai như cô thắm còn bác nằm ở xa mới về gớm người sinh sao sinh qua trong ngấn mơ đám tay làng ta. Cái gì vậy bà nội? Thôi alo. Y chang luôn, bảo đảm luôn, cả nhà luôn, y gan vậy luôn. Chứ không có đường nào mà chạy hết trơn á. Tiền thì thiếu hưởng nhưng mà mình thì mất giả gái. Nhà nhìn thấy thì mình đẹp trai thiệt mà giả gái cũng đẹp gái luôn á nhà này. Mà mình nói bà nói là ổng khoái ông, thấy không? Cái này ổng là bóng chầu ban cho ổng khoái mình cả nhà. Khoái rồi ổng gái chưa. Ổng khoái bự thiệt chứ ông đâu khoái bự giả. Mình hai bữa đó là cái bự giả không, một té không anh. Cái dáng dây chắc chắc nó không có văn bữa ra đâu, không văn mất tiêu luôn rồi. Ủa ha, mấy ông anh văn giờ mình đi sau lưng á, giờ trời ơi kêu bữa nay hỏi Hiếu dẫn em gái nào ở Sài Gòn về đi chạy cá gì chạy đi dấp té đuổi đuổi luôn. Mắng đuổi quấy đâu có quen đâu, mình mặc quần cục sao đón thấy quen rồi đi lội đựng giờ đi cái đó té đuổi đuổi luôn bắt ếch không làm tức. Bây giờ để bà nói bà ngon bà hay gì nó mình không biết ha. Bây giờ để chị Ngố hôm nay ha, các anh già dê cứng cửa chỉ cho chị Ngố là mày. Bây giờ mày có cơ hội là mày hốt liền đi, mày đừng thế mà mày lầm gió luôn. Bây giờ mình sẽ làm y như bài luôn nha. Thảo cái là mình lấm bây giờ không có luôn nha cả nhà. Bây giờ để mình đi ngủ mày hiểu rồi, không làm nó để đi. Hẹn Vũ em đi trên đồn, anh nói em xuống liền gì xuống chừng một tiếng hồ chưa xuống tới nữa. Trời ơi, đây. Đây con khỉ á. Nói xuống liền nha. Hôm nay đi trên đồn đi. Đi nè. Hello, chào cả nhà. Hello, Hiếu ơi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình với Hiếu ơi sẽ sinh tồn 24 giờ nha cả nhà. Qua cả nhà ơi, mà cũng như là hôm trước thấy Sơn Ngô đẹp trai quá nên bạn cứ nói là trời ơi Hiếu ơi thôi xấu hơn Sơn Ngô thôi rồi thôi được rồi
sinh tồn thôi, mình có bàn chuyện cũ, chuyện nhà, chuyện cũ qua rồi đừng nhắc tới nữa. Phải rồi, ông nổ ông khè chứ mình, ông nói ông đẹp trai vậy, muốn gái là đẹp trai luôn kìa. Rồi đi đâu ai cũng chọc chân em. Ừ, ai rồi nói ông là sư bóng. Rồi thôi bây giờ để hai ngố đi kiếm cái chỗ nào để mình dựng cái trại nha cả nhà. Chỗ này mát nè, đồ này được ha, cách trại đây ha. Im à. Vàng bây giờ là hiếm luôn á nha, cho kiến gì cũng còn chứ kiến vàng giờ rất là hiếm luôn, không biết sao đó, tại vì kiến vàng á giúp cho cây trái rồi nó tốt lắm, nó ăn ba con sâu á, ba ký chim trùng á. Ồ kiến ổ kiến vàng thì kiến gặp kiến đó. Cái cây này nó tốt mà nó chết không hết nè. Thì nó cũng ngang đó rồi chứ không anh thấy theo anh vậy là được rồi đó em, nhiều chuyện quá, thua cái chuồng gà nữa, nuôi gà đó, cắt chuồng gà kinh nghiệm đó, mà giờ cách nhà thì từ tới chuồng gà thôi chứ có gì đâu, chê nữa con lao cái gì. Nhà cũng ở, bạn gà cũng ở rồi. Ôi mà là đồng mà là sông mà đó. Tình yêu ơi. Chết. Em đã té dưới đầu rồi sao? Lớn cái gì á? Sao em lột cái sông rồi? Lột kia bị đông. Trời ơi. Té ông nội tôi té. Cái này mình là chị em không à, anh thấy giống như là từ bữa đó tới giờ anh cảm thấy anh giống như tay chân nó bủng rủng sao á, tay mềm vậy hả? Thì chế sợ hiếm té thôi chứ lại ôm trời ơi, ngu chiến không? Ngày lỡ té lọt xong rồi sao? Ông lọt cái ai mà lọt? Sao ông lọt trời? Không, ta làm ăn đâu. Đi giờ đây hứng. Ao, 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 ao. Trời ơi, ta có lòng tốt vậy đó, mà cứ nói vậy hoài hà. Chị em không hà. Chứ gì thì bữa là mình là chị em, bây giờ một ngày là chị em, là cả đời là chị em đó. Thôi em chơi rồi buộc gì không chị không bận gần thôi đi đón một khác. Wow, quá két. Ôi, ông bà ông dạy.
mưa. Rồi mình giờ mình đi kiếm cá nha ơi. Nắng kìa, đã trời trong xanh trong vắt luôn. Cần thì chứ. Khúc mưa khúc không. Khúc này thì nắng. Khúc nắng không chỗ mưa chỗ mình không có cá. Đi thì phải đi tuốt 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 đây. Đúng là chỗ mưa chỗ nắng thì chứ. Chỗ nước ngập, chỗ không nước ngập, chỗ nắng. Sen nó nhảy xuống kinh nó ở luôn rồi tới giờ là ở dưới kinh không làm hai mình có sen ăn luôn sen mọc bầu kinh nè đó cả nhà thấy không ngon không mà cả nhà thấy rồi gương sen là rất là ngọt luôn sen ăn rất là tốt nữa một sen non ăn vừa giòn vừa ngọt mà nó có nhị hậu đang đắng đắng mai ra là ta lấy nhị sen này ta làm trà luôn á chắc trà hoa sen là chắc từ đây mời cả nhà nha. Qua đây vườn này đi. Đó, nó có máy nè, mà đợi mà cây thì nó mọc nha. Mà đợi biết bao lâu không có chạy nha. Mà mấy dầu không phải mấy cu le. Le với dầu gì ông làm cũng không có nổi đâu mà ông nói. Không nổi trời. Tụi cái nào làm nói trời. Ô, dữ bay. Bắt ếch cái đi nha là nay là có ếch xào rau muống luôn dữ bà gái miền Tây á miền nào miền chứ bé thì nó bắt ếch thôi á trời trời dữ cái miền Tây tập phóng hay lắm em nói là trước khi mình bắt cá rồi nó phải dặn khí công pha lan nè ơi vô hang vô hang nó kêu nó vậy nó mới vô hang không có chạy lang bang ngoài đường không à giỏi thiệt chứ bộ cái hang đó à hang giống hang cua hang cá xem này ha có nhị xanh nè vậy nó không vô hang rồi nó ra hang hết à ở đây mấy cái hàng gấp hàng nhỏ quá ta ngồi luôn ra chút đi xe ngọt ha chua ta chắc không có cá quá cá có mắm đó. Có cá rồi lẫn có cua dữ vậy sao thường thôi cá hủ ra tay mà hủ
không à. Hay ngon vậy không có con gì chân trời. Mặc áo vậy. Đừng đánh giá bằng giá bề ngoài. Giờ đúng chưa? Bắt cá không dính, chài không dính. Bên kia sang bắt cá, bên đây sinh tồn này kia, hai kênh, một kênh thì mình bắt, còn bên đây là để sơn ố để mình dành với ông cái nói mình dành nữa, dành không để dành cho bắt. Mốt đặt tên là hành sang bắt cua đi. Cua nữa hả? Ừ. Trời. Cá không thấy mà đòi là cua không à. Rồi xong luôn rồi đó. Tới con kiện luôn rồi. Quyết định đó là buổi sinh tồn là buổi săn bắt cua. Săn bắt cá thằng cua. Thôi đổi chỗ đi sao cứ nó dính cua hoài. Bác anh ơi, anh bắt cái này không xong rồi em ơi anh ơi. Khi nào có con rắn gì không lụm luôn đi. Cái gì? Có con rắn nào đây lụm luôn. Con này có hang ra. Gì á? Đây có cái ống bọng nè. Ống bọng luôn đó. Cái câu. Cái ống nước. Thì sao bác? Cái ống nước này chút thôi. Coi chừng cá nó có vô không? Cá nó có vô cũng không biết được. Quá trời còn muốn không nè. Con cá hả? Ê con có cá hả? Ồ. Tiêu. Tiêu xương mạng. Ra gì nãy giờ dính có mấy con với mấy con cua hả? À. Phải gọi là có hang là có cua luôn á ta ơi. Chứ là có hang là có khách thùng ơi, đưa thùng để cua phải không? À. Này cũng khói, cũng khói nó kẹp. Nãy giờ dính được mấy con cá sặc chưa mấy con cua. Thôi cầm tiền luôn. Đấy cầm tiền luôn. Cua. Sao hôm nay sao dở bự bự ra coi cá nhiều không trời. Cá gì đâu leo qua thấy thầy chầm luôn rồi sao đổi kìa đổi cá đổi cách bắt không hôm nay đổi thì sao luôn á chị qua anh đây bắt cả nhà ơi bên đó cá ít quá chắc tại cá nó đi nước lên cá đi dài gì rồi. Nãy giờ biết bao nhiêu ngã đường không có cá gì hết. Thôi chạy. Nhiều cá hồi nãy có nhiều chạy hết hay gì vậy? Không phải, cá nó cá lồng tông. Lồng tông mà chạy. Không có cờ luôn. Ủa, đổi tiệm. Ủa. Đổi điểm hoài. Không có gì chừng. Đi săn bắt rồi phải có những lúc khó khăn thì mới được hay cả nhà đây là đã gọi là thử thách. Không, thử thách không có cá đâu thử thách. Thôi như đây đủ ăn rồi mình về mình làm đồ ăn cơm em ơi. Nhiều dữ vậy sao? Đâu khoe coi được nhiêu? Thôi đi nãy giờ tám hướng mười phương rồi cũng chưa. Cá không bắt rồi phải không có hên. Không phải nói đàng hoàng đâu cá đâu. Hai cái bông luôn. Bông kìa. Đó bông đó, mấy cái nít đó. Nói không có cá, có mướp rồi mà hồi gì nữa. Đừng có đòi hỏi quá.
con đòi hỏi đâu mà còn không có đây. Đi dài dài coi con không, mót này mót nó hơi chua à. Đó vô lùm nó còn có không, mướp mà tàn không còn gì hết trơn. Đâu non chứ hả, đi kiếm chỗ khác ông ơi. Vô anh nhấp chân nè, đây nữa nè. Đủ sống rồi, dư sống rồi cả nhà ơi, đủ sống rồi nè. Chân nè luôn, cái đó già hay vậy? Nhà không già, ở này không già, dạ. Không biết già dạ. Không bóp mềm mà già dạ gì, bóp mềm mà non hả? Ai mà biết, độ chắc non á, hả lại đi. À dư hơn thiếu. Đây nữa nè. Thì không có cá mà đụng bóp ha. Rồi, về, nó bụng quá nha ơi. Dữ vậy sao? Mình ăn đó ha cả nhà. Hay chứ mắt là mình thấy mình có máu mướp rồi đó. Quý dữ lắm luôn cái ơi, không có quá quý rồi. Cái này chắc tại do nắng quá vậy chứ. Tàn tàn. Hay cá chắc nước nha cái. Kiếm con tép ông coi còn không nha. Kiếm tao thừa dính con tép. Này mà gặp mình ở siêu biển rất ngon. Chị cua biển, cua đồng bắt cá này, cua biển bắt cá nào nữa, cua đồng nhỏ khó bắt, nhỏ bắt cái gì mà cua biển chắc mình đấy chứ. Nghe thôi. Không, nó kẹp cái vằn đó. Ôi xong luôn, con tép mình cũng kẹp được mới cái sạch. Chứ con cá gô. Cá gô đâu vậy? Có gì đâu đi được không? Nãy giờ con cá gô mà. Cá nhiều dữ chèn. Cá tép. Tâm này hả? Buồn thương chiếc ngao năm nào ước đôi bờ ba. Rồi có cá, có cua, có tép không, đầy đủ luôn. Nói chung là bắt không nhiều hết nhưng mà có đầy đủ cá, có cá, cua, tép, có tép, mướp, có mướp. Mẹ đất ơi, không chạy hàng cá lẳng quẳng xà đẳng không. Không có sự lựa chọn rồi hả em, mới thôi em bắt nữa anh ơi, có mấy con à. Ở giờ này đó muốn gã ruột rồi đi bắt nữa, thôi về đắng đi cho bắt con cá lóc nè, nấu canh. Lòng đầu. Thế vậy có con cá lóc mà không bắt. Giờ mình làm đồ ăn. Làm cái lò. Nấu nhiều, nấu lâu thì mình thay đất, còn mình nấu vậy như thịt mà mau thì mình khỏi thay đất cũng được. Cái nhỏ thì mình thay đất. Không cháy luôn cây vậy. Nấu bụng rồi. Nấu chặt nấu, cả nhà có nấu làm giống như này, nhà chặt cái bằng cùm giò nấu có người ta đây. Cà mau cháy luôn. Nhưng mà đỡ tốn củi. Giỏi nữa. Giỏi quá trời. Bắt cá thì dở. Gì cũng dở hết trơn. Bắt cua giỏi chứ bộ. Hộp cơm gì là vừa mình chắc được rồi nè. Thôi sinh tồn nó hơi khắc nghiệt chút, được có năm con cá, năm con cua, bốn kiểu à. Sự khắc nghiệt nhưng mới gọi là sinh tồn đó nha. Có sự phấn đấu cho lần sau. Khắc nghiệt với độn, bây giờ phải độn kho quẹt. Ít quá phải kho quẹt chứ sao giờ. Đêm cho đậm đà đặng mình mới kho quẹt được. Như chiều nay mà tối nay mình đổi cái sinh nhai là mới được cả nhà ơi. Sinh nhai thấy nhai không à, thấy sinh không thấy nhai chứ. Này chắc sinh ăn luôn quá. Sinh ăn luôn rồi, thấy giống quá. Mắm đồng. Để nó khá khá để nó kho quẹt. Mưa củi nó hơi ướt á, nên nó khói hơi nhiều. Trời mưa cả nhà. Thông cảm ra tại khói hơi nhiều này, cũng may là cái nhà mình nó không được kín lắm nên khói là nó đi. Cái nếu mà nhà nó kín quá khói chắc nằm trong đây luôn á. Nó cho tại vì trời mưa. Nó hơi
hơi bị ấy đó, mà trời đang mưa mưa rồi nó ướt ướt á, mà khu khu ở đây mưa, mà cái khu chỗ mình bắt cá nó mưa, thì tạt bên kia nó mưa theo khu á, là mãi ở đây thì nước nhẹp nên nó hơi khối nhiều. Thôi thôi thôi, làm gì tự nhiên xề xề đó, thấy nghi trong lòng làm gì đó. Thì qua đâm tiếp này thôi, có gì đâu. Trời ơi, làm những pháp 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 rồi trời. Đâu trời. Rồi khỏi không? Thôi. Thôi thôi. Không đây. Thôi gục mốt. Nè, nghe cái đó. Chế nước vô nó mới chín. Trường thấy mùi thơm mà đói bụng rồi đó. Cua có quẹt với cá sặc, cá rô có quẹt. Wow, tí ít mà ngon thơm quá cả nhà ơi. Nè, cá sặc mà nó nứt thì là thành công rồi nè. Thành công, ta đã khô quẹt thành công. Dữ vậy sao? Nó nứt gì là mày thành công cả nhà nè, nó thấy không? Nứt là nứt rõ ràng luôn gì nó mới được nha. Ừ, đi nứt không? Vô. Bưng xuống mà nó vẫn sánh, vẫn kẹo sạch sạch vậy đó, đúng rồi đó, nó mới thành công đó. Canh nấu canh, nấu nồi canh đã quá, nhỏ xíu. Thì mà tại hai mình đó là nấu cái nồi nhỏ là vừa đủ hai mình ăn. Hai mình như trời, hai chị em mình. Ừ, hai chị em mình nồi canh như là vừa ăn rồi. Nhìn mặt ông giờ này được ngựa thấy bà nội luôn à. Hôm qua bóng bóng bang bang rồi bữa nay có thấy bóng miếng nào đâu, tôi thấy nhìn được cửa muốn chết luôn. Nhiễm. Nhiễm đâu mà nhiễm, dứt một cái là hết nhiễm luôn. Giờ nước đang xèo rồi đây. Đảo quá. Hên nè, mốt còn được mấy trái non rồi. Chỗ nắng chỗ mưa bất từ luôn ha. Đi bác chỗ chạy mình thì nắng mưa mưa kẹp luôn, hai thằng như chuột lột luôn. Đi ra quanh bển đi dài dài kiếm ngay chỗ cái khu chỗ mưa mình không có cá. Đi qua bến tới cái khu nắng thì nó mới có cá bất từ quá. Cái cua này là mình đâm là mình để một miếng muối vô, mình dằn miếng muối cho nó đóng làm gì ngồi xích dính 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 giữa giữa hoài trời. Thôi em mượn đi là chùm củi thôi, gì cũng la hoài. Thôi để người ta nấu đồ ăn cho tao xê xê vô đây thôi, mình niêm tầm bậy tầm bạ nó mặn lòi luôn á. Bây giờ là hứng nha. Ờ trời ơi, đợi chùm củi cũng đợi bắt hứng, có hứng nữa hả? Đá không con đá bây giờ không còn giữ cũng được với ông nữa. Gom hết cua lại, gom được thịt cua nè. Giờ này cái mình luyện hai gan cua bự chà bá vô.
cua nhiều thiệt, nhưng mà nhiều được mấy con mà nó cũng không được nhiều con mà con không bự đúng không? Đi nói vậy đúng không? Dặn xíu đường nha, nó ngọt rồi nên dặn ít thôi. Đó. Nãy hồi nãy mình có dặn muối rồi, không dặn nữa, dặn nữa là mặn á. Rau má này để mình để hoa chung nấu canh cho nó ngon. Gì đã. Xíu gì. Cái rau má nó lâu chín hơn. Húp nè, húp hương này nó non hơi sợ luôn nè. Gì húp hương? Chú húp gì? Thì húp hương. Trời, cái gì vậy trời? Rau má nó chín khoảng phần nửa rồi đó. À, đến 50% rồi đầu mình để này vô. Quá ngon. À, cua nè, lên lên nè. Cua ít chứ có nhiều đâu, được có mấy con để cô quẹt hết. Đụng. Trời chỉ mưa, cất chạy xong cái trời mưa. Thì mưa xong cất chạy xong cái trời mưa xong cái đầu trời nắng thì bắt cá. Cá xong cái về cái muốn đẩy mưa nữa, mưa cái chuyện nữa, cái đen nữa. Chứ nói vậy. À, không biết trời tôi đâu hả, tôi bên Mỹ tôi qua đâu. Tôi nói gì trời. Đang nói khơi khơi vậy đó. Gì nãy giờ không có nghe hả? Nghe ở đây đi qua bên kia hả? Ơi con gì trời. Ơi 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 tôi biết luôn á. Trời ơi. Trời ơi cái quên cái gì. Ê cái con gì á. Thấy không, ngó nó còn đứng dậy kìa. Ngó nó giật mình là biết sao không, nó bảo vệ cho tôi. Làm gì không, bữa nay không làm gì không, mắt con trò lông con lá gì không. Trời ơi, thấy nó là con nháy gì đó. Nháy để con nháy nó luôn chứ, có gì đâu. Cơm. Có gì ăn uống miên rồi. Cơm. Cơm muốn ăn gì? Tạp hả? Đang chán miệng bưởi và trái cây rồi. Không có trái cây ăn nghe. Thiệt chứ không? Nó ăn rồi đâu ăn chán miệng mà trái cây. Mình ở vườn mà bưởi nhóc cho mình không ăn mà mình ngu lắm á. Thấy không? Nó dốt dốt mướp vậy là được rồi nè. Đừng để chín quá là nó không ngon. Miếng tiêu vô cho thơm, bực mùi lên. Mình không sợ không có đồ ăn, không có này cũng có kia à, ho mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Mình thì mày vậy đó, xíu cái đó mà có tối ngày đó mình giống đàn ông hoài nè. Công ăn lắm ngon rồi, cho trái ớt ăn cho nó cay miệng, ăn cho nó vậy. Vô gì. Trời lên trái mưa ăn. Đập tôi à. Mình ăn ớt nó cay nó dảnh cái mỏ lên nó giùm nó bay quay giùm ta. Ngó hồng hồng khỏi đống tiền đánh son. Dẫu quá mẹ nó bụng phải bàn. Đầu cá sặc á mình con gạt á nó cũng giòn giòn cái này ngủ à. Ngon quá. Canh nóng hổi. Trời đất luôn. Đồ mót là đồ ngon đó. Phải dễ kiếm đâu. Đâu phải ai kiếm mót cũng có. Mà mình ở đồng mới ruộng. Mà đặc biệt là cái khu chỗ Sơn Ngó thì mấy chú mấy bác trồng rễ nhiều lắm. Nói chung là trồng quanh năm luôn.
hết là trồng mướp, khổ qua, leo, bí gợ, bí đao, bí hù lù. Thì cho bộ bí hù lù là mấy ông trồng, với mấy ông bí hù lù mấy ông không biết trồng gì nữa, trồng bắp, đậu bắp. Nên giờ chắc ăn chưa bắp. Rồi nắng nóng quá ha, cái đầu mấy cái cây nó không được tốt không. Cũng mong trời mưa sớm sớm cho mấy chú mấy bác mình được trúng mùa, được giá này cả nha. Ăn cua đi, cua kho quẹt là bà kêu là món quyền thoại của Hiếu Quế. Hiếu Quế cua kho quẹt ngon. Ăn rất dịnh ra chứ trời. Nặng trời ơi, nãy mà móc đài sổ hàng họt hàng sâu quá sổ đài. Ăn cũng kiếm chuyện, kiếm ăn cũng muốn dài kiếm chuyện lên trời. Cua hồ mẹ chẳng khấu rồi ta khấu à. Có gàn cua, em ăn gàn cua đi. Thương ngọt nó thơm cho má. Trời, con được ăn cơm lá sen á nha, ngon. Không có dễ kiếm đâu à. Tại ngố ngố nó ăn cua không được nên mình nhường cá cho ăn, mình ăn một hai con thôi. Còn nhiều để cho ngố ngố mình ăn quẹt quẹt ăn ngon hơn. Nghiệp, đói bụng. Nguyên tô hả mà ăn thạch luôn. Mệt dữ gì sao? Quê khoai mình chết. Thấy không, mình dê. Giống bộ thôi chứ mà cả nhà thấy mình dê không? Mình dê cú nào là dính cú đó liền. Trời ơi, dân hả dê chuyên nghiệp mà. Hiếu ơi, mà không khoái mình ở đây. Bà sáng giờ bà xách cây, bà vượt còn chạy về nhà luôn rồi. Không quay thấy không? Dạ này là Hiếu ơi, chịu ngủ ở lại thì cả nhà cũng hiểu rồi ha. Trong, là gọi gì là ngoài cứng nhưng mà trong mềm. Trong lòng thì chỗ tài cái nữa nha. Ôi rồi cái hồ quá. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cung kính, cung kính, cung kính, cung kính, cung kính. Cá mình trà qua cái hạnh nó lên